Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn Quẩy Vlog. Ngày hôm nay, Sơn Quẩy Vlog xin được cập nhật và chia sẻ tới quý vị và các bạn câu chuyện rất thương tâm và xót xa về vụ đuối nước của hai em là Đăng và Vũ tại Nam Định. Như quý vị và các bạn đang nhìn thấy, đây là hình ảnh lực lượng cứu hộ cùng với bà con nhân dân đang nỗ lực để tìm kiếm hai cháu dưới lòng sông. Các lực lượng cứu hộ và các cơ quan chức năng, bà con anh em đã túc trực tại đây ngày đêm không quản ngại khó khăn, chỉ mong rằng sẽ sớm tìm thấy hai cháu để đưa hai cháu trở về với nhà của mình, rồi cùng nhau lo tang lễ cho hai cháu và đưa hai cháu ra nơi an nghỉ cuối cùng. Sau những cố gắng không biết mệt mỏi thì lực lượng cứu hộ và bà con nhân dân đã tìm được hai cháu và tổ chức đưa hai cháu lên bờ, rồi làm các thủ tục trước khi đưa hai cháu về với nhà của mình. Khi mà tất cả mọi người có mặt tại hiện trường thì ai cũng thấy bủn rủn chân tay và rất bàng hoàng trước giây phút mà lực lượng cứu hộ đưa hai cháu lên bờ. Thật sự giây phút này quá là xót xa và đau thương khi mà hai cháu đã ra đi mãi mãi khi tuổi đời còn quá trẻ. Và kính thưa quý vị, các bạn, đây là lễ tang của cháu Vũ Trấn Vũ, một trong hai cháu đã không may bị đuối nước. Cháu Vũ Trấn Vũ sinh ngày 24 tháng 8 năm 2012 tại Nam Định. Cháu đã qua đời vào ngày 26 tháng 11 năm 2023, tức ngày 14 tháng 10 năm Quý Mão. Cháu ra đi hưởng dương 12 tuổi đời. Nhận biết tin cháu đã qua đời quá đột ngột, tất cả các cụ, các ông, các bà, anh em, bà con, cô bác gần xa và những người bạn học, những người bạn đồng trang lứa với cháu này đã trở về với nhà của cháu, tay cầm những bông hoa trắng, thắp lên cho cháu nén hương thơm và cầu nguyện cho cháu ra đi được thanh thản. Dẫu biết rằng sự ra đi của cháu Vũ Trấn Vũ ngày hôm nay là một nỗi đau quá lớn, là một mất mát đau thương mà không gì có thể bù đắp được, nhưng mọi người cũng đành phải chấp nhận, bởi số phận của cháu đến ngày hôm nay đã phải dừng lại. Kể từ ngày hôm nay trở đi thì gia đình của cháu, bố mẹ của cháu Vũ Trấn Vũ không còn được nhìn thấy người con nhỏ bé của gia đình đi học rồi trở về chạy lại bên bố mẹ, quây quần bên gia đình và phụ giúp bố mẹ những công việc hàng ngày. Ôi, một người con nhỏ bé và luôn nhanh nhẹn giúp đỡ bố mẹ, luôn nói cười hàng ngày, nhưng kể từ nay thì đã không còn có cháu trên đời. Ai mà chẳng thương, chẳng xót xa với cái cảnh chia ly quá đau lòng đến như vậy. Mong rằng bố mẹ của cháu Vũ Trấn Vũ sẽ bình tâm và cố gắng để vượt qua nỗi đau quá lớn, để rồi ổn định lại cuộc sống và làm nốt những công việc mà cháu Vũ vẫn còn dang dở. Cháu ra đi khi mà tuổi đời còn quá trẻ, chưa hiểu được hết sự đời, còn biết bao nhiêu điều cháu mơ ước ở phía trước. Nhưng giờ đây cháu đã phải rời xa gia đình, về nơi thế giới bên kia, chẳng còn được bố mẹ chăm sóc, nâng niu, chiều chuộng và lo cho cháu như cháu còn sống trên đời. Giờ đây chúng tôi, những người làm chương trình kênh Sơn Quẩy Vlog,
cũng xin được chia sẻ mất mát đau thương quá to lớn với gia đình của cháu, và xin được nguyện cầu cho cháu ra đi được thanh thản, sớm được về với Chúa và hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Quý vị và các bạn theo dõi được video ngày hôm nay, hãy cùng với kênh của Sơn Còi Vlog để lại những lời bình luận và chia sẻ để động viên cho gia đình của cháu, cũng như là những lời nguyện cầu cho cháu ra đi được nhẹ nhàng thanh thản. Sơn Còi Vlog xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.